Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Linh Tâm, tôi mất nhiều năm để vượt qua cú sốc ly hôn. Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng chia sẻ anh và vợ cũ Cẩm Thu không còn duyên nợ nhưng vẫn đồng hành trong việc chăm sóc con cái. Tôi theo đạo Phật và tin vào hai chữ duyên nợ. Khi kết hôn, tôi không bao giờ nghĩ tình cảm của tôi và Cẩm Thu sẽ đứt gành giữa đường. Chúng tôi đã chung sống với nhau gần 30 năm nhưng chuyện đời không ai ngờ được đến một bước ngoặt nào đó mình sẽ không vượt qua nổi. Đến giờ tôi vẫn nghĩ khó tìm được người phụ nữ nào hết lòng hết dạ vì chồng như Cẩm Thu. Khi ly hôn, tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, không mang theo mình bất cứ một tài sản nào. Một đồng tôi cũng không lấy. Lúc đó tôi nghĩ điều mà đàn ông mang lại cho phụ nữ chính là hạnh phúc. Tôi lại không làm được việc đó nên tôi phải có trách nhiệm cho cuộc sống của vợ. Tài sản kiếm được kha khá tôi để lại cho Cẩm Thu nuôi dưỡng các con. Về phần mình, tôi mất nhiều năm đau khổ khi vượt qua cú sốc tan vỡ. Tôi nhận ra thời gian là phương thuốc thần kỳ giúp người ta nguôi ngoai nỗi đau. Ngày xưa chúng tôi sống với nhau là vợ chồng, giờ chia tay, cả hai vẫn là bạn bè cùng nhau chăm sóc con chung. Đó chỉ là một phần nguyên nhân. Trước khi gia đình tan vỡ, tôi đã nghĩ đến việc sang Mỹ hoạt động vì có thể đem lại nghệ thuật cải lương giới thiệu cho nhiều người biết đến. Tôi không muốn bị giới hạn việc diễn xuất lần quần ở Việt Nam nên đã tận dụng cơ hội tìm hiểu nhiều điều mới và lưu diễn khắp nơi. Mặc dù khi ấy ở Việt Nam tôi thuộc dạng nghệ sĩ nhiều show và kiếm được thu nhập ổn định. Tôi đã có gia đình riêng, bà xã là người miền Tây và thích nghe tôi hát từ khi cô ấy mới 10 tuổi. Tôi gặp vợ thứ hai ở Mỹ trong giai đoạn thấy cần tạo lập cho mình một cuộc sống mới. Chúng tôi sinh hai bé gái xinh xắn. Hai đứa con của tôi với Cẩm Thu cũng rất yêu thương những đứa em này. Ở Mỹ, tôi và vợ cũ thường xuyên tái ngộ trên sân khấu, trong hiện tại của cô ấy cũng rất thích cải lương. Từ năm lên 4 tuổi, Linh Tí con trai Linh Tâm đã lắc show quay cải lương video đóng các vai kép của nhiều ngôi sao trên sân khấu. Hiện tại nghệ sĩ này đã trưởng thành và sau thời gian đi hát với nghệ danh Kim Minh Huy, anh chính thức lấy lại nghệ danh cũ Linh Tí. Nghệ sĩ Linh Tâm, Cẩm Thu đã tổ chức cưới cho con trai nghệ sĩ Linh Tí tại nhà hàng Quốc Thanh, đông đảo nghệ sĩ đã đến chúc mừng. Nghệ sĩ Linh Tâm sau thời gian định cư tại Mỹ đã về nước tổ chức đám cưới cho con trai. Dù anh và nghệ sĩ Cẩm Thu đã ly dị nhưng vẫn xem nhau như người thân để cùng lo cho gia đình hạnh phúc của con. Trong tiệc cưới này, rất nhiều đồng nghiệp đã bất ngờ khi biết nghệ sĩ ưu tú Linh Tí có người cha là Linh Vũ Linh, chính là người cha đỡ đầu, đặt tên cho Linh Tí ngay Cẩm Thu sanh. Tôi và một người bạn thân là anh Quốc Thanh quyết định đặt tên cho con trai nuôi là Võ Vũ Linh Thanh. Ghép tên tôi với tên người bạn thân để thành tên của chúng tôi. Đối với tôi, Linh Tí là đứa con trai rất hiếu thảo, biết chăm lo cho gia đình và rất say mê yêu nghề. Tôi hy vọng hạnh phúc sau này là động lực giúp Linh Tí phấn đấu nhiều hơn nữa để theo con đường nghệ thuật, nghệ sĩ Vũ Linh kể lại. Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ nhất khi cả hai quen nhau và quyết định tiến đến hôn nhân, nghệ sĩ Linh Tí kể. Lần đầu tiên gặp tại đám tang của cố nghệ sĩ Kim Ngọc, lúc đó đông nghệ sĩ đến viếng, tôi đi cùng mẹ tôi nghệ sĩ Cẩm Thu. Và trong đám tang tôi đã gặp Trâm, trước đó tôi chưa hề biết Trâm cũng như cô ấy chưa hề biết tôi trên thông tin trên báo. Thế mà lại nên duyên, có lẽ mà Kim Ngọc đã xe duyên cho chúng tôi. Nghệ sĩ Linh Tí bật mí sau đám cưới hai vợ chồng sẽ bắt tay vào kế hoạch mới trong năm 2012, đó là kế hoạch về âm nhạc, kịch nói và phim ảnh. Hiện nay Linh Tí đang tham gia một số phim truyền hình, Dòng đời nghiệt ngã, Tiếng tơ đồng, Sáu mặt Chu Bi, Những cơn mưa tình yêu, Đồng quê, Lòng già đàn bà, Sốc sinh tồn, Bụi đời, Oan gia lúa trổ bông. Trong đó có bộ phim Những cơn mưa tình yêu đang được đài truyền hình phát sóng và nhận được nhiều cơn mưa lời khen của khán giả dành cho diễn viên hài lắm của anh. Sang năm tôi sẽ lần sân sang kịch nói, lúc đầu tôi chỉ qua sân khấu kịch, tham gia vở Nhất vợ nhì trời tại sân khấu số 7 Trần Cao Văn. Tôi rất bỡ ngỡ,
Bởi vì hồi hộp lần đầu tiên chừng nơi chung đường chung trên dàn diễn viên gạo cội của làng kịch nghệ sĩ Ngọc Sau, Minh Nhì, Trung Dân, Hữu Tiền, Gia Bảo. Qua những suất sau ngờ sự động viên của mọi người là đặc biệt Bích Trâm, tôi còn tự tin hơn, Linh Tý hào hứng cho biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.